Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một set gồm có một cái dây cài tóc và một cái đôi giày len có trang trí hình hoa hướng dương và hai chiếc lá nhỏ xinh xắn như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần cài tóc có cái họa tiết lò xo như thế này. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô tông, kim móc, mình dùng kim 3.0 để móc cái phần dây cài tóc, và kim móc hai đầu, mình dùng đầu số 4 để móc cái phần dày, kéo cắt len. Đầu tiên các bạn dùng kim 3.0 tạo cho mình một nút. Sau đó từ nút này, các bạn móc lên cho mình 7 mũi móc xích. Sau khi móc xong 7 mũi móc xích, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc thứ 7 này một mũi kép đơn. Móc lên tiếp tục một mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc thứ nhất, các bạn móc vào cái chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Và cũng làm tương tự, bỏ qua cái chân móc đầu tiên, móc vào cái chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Tương tự như vậy, móc lên một mũi móc xích. Và móc vào cái chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau khi xong được một hàng, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Và móc vào cái lỗ này, móc vào cho mình một mũi kép đơn. Móc tiếp lên cho mình một mũi móc xích. Và tiếp tục móc vào cái lỗ này một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào cái lỗ này một mũi kép đơn. Các bạn cứ làm tương tự như vậy, lên một mũi móc xích và móc vào cái phần lỗ một mũi kép đơn. Sau khi móc xong hàng thứ hai, các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn quay ngược đầu móc lại. Và các bạn cũng làm tương tự các hàng vừa nãy cho mình, cho đến khi cái sợi dây của chúng ta vừa bằng với cái vòng đầu của bé. Thì sau khi móc xong một đoạn dây cài tóc như thế này, thì các bạn tiến hành nối cho mình hai cái đầu dây lại bằng các mũi móc đơn. Thì chúng ta sẽ được một mẫu dây cài tóc như thế này. Bây giờ các bạn móc cho mình một cái hoa hướng dương và hai cái chiếc lá nhỏ như thế này. Thì ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu hoa và cái lá này. Mình có để link ở phần dưới mô tả, các bạn nhấp lên tham khảo nha. Bây giờ các bạn dán cái phần lá và hoa vào trong cái cài tóc thì chúng ta sẽ được một mẫu cài tóc như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc giày. Ở đây mình đã móc sẵn một cái mẫu mặt đế như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân giày như thế này. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên. Ở cái chân móc này nó có hai cái đầu móc, các bạn móc vào cái chân móc ở phía ngoài cho mình. Móc vào đây một mũi nửa kép.
chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi nửa kép vào cái chân ở phía ngoài. Tiếp tục cái chân móc thứ ba cũng vậy, móc một mũi nửa kép vào cái chân móc phía ngoài. Các bạn cứ làm tương tự như vậy, mỗi chân móc là một mũi nửa kép cho đến hết hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cho mình, mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến cái chân mũi đầu tiên của cái mũi chậm ở hàng thứ ba của mặt đế. Là cái chân mũi này. Ở hai cái chân móc này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi chậm, tức là hai chân này chúng ta sẽ chậm lại thành một chân. Móc và kéo len qua ba chân móc. Sau đó chân kế tiếp các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Hai chân móc kế bên cũng móc cho mình thành một mũi chậm. Tiếp tục chân móc kế bên, các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc xen kẽ cho mình một mũi chậm và một mũi kép đơn, xen kẽ như vậy 7 lần. Sau khi móc được 7 lần các mũi xen kẽ như thế này, thì ở cái chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Các chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết hàng. Thì sau khi móc cho đến hết hàng thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời. Sau đó móc tiếp lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục móc một mũi kép đơn vào cái chân móc thứ ba. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến cái chân mũi chậm này. Thì sau khi móc xong đến cái chân mũi chậm này, các bạn móc tiếp cho mình ở cái chân mũi chậm này và cái chân kế bên, chúng ta chậm lại thành một chân. Ở hai chân mũi kế tiếp các bạn cũng chậm lại cho mình thành một chân. Ở các chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình hai chân móc chụm lại thành một chân. Chúng ta cứ làm liên tục như vậy cho đến khi chúng ta được 7 chân mũi chụm. Thì sau khi móc xong được 7 mũi chụm như thế này thì các bạn tiếp tục móc cho mình ở cái chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn dùng mũi dời móc vào cái chân móc này. Sau đó lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi đơn. Chân móc thứ hai các bạn cũng móc cho mình một mũi đơn. Các bạn cứ móc tiếp như vậy cho mình cho đến cái chân mũi chụm này. Các bạn chừa ra hai mũi. 1 2. Các bạn móc đến đây cho mình. Sau khi móc xong
Từ cái chân mũi trụm đầu tiên của cái hàng thứ ba, các bạn lùi lại cho mình hai chân từ cái chân mũi này. Sau đó các bạn móc cho mình hai chân này trụm lại cho mình thành một chân. Hai chân móc kế tiếp cũng móc cho mình thành một mũi trụm ở hai chân móc này. Ở các chân móc kế tiếp các bạn cũng chụm cho mình hai chân móc chụm lại thành một chân cho đến khi các bạn làm được 6 cái mũi chụm. Sau khi móc được 6 mũi chụm thì ở chân mũi kế tiếp móc cho mình một mũi đơn. Chân móc tiếp theo cũng móc một mũi đơn. Chân móc kế bên cũng móc cho mình một mũi đơn. Các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cho mình cho đến hết hàng. Mỗi chân móc là một mũi đơn. Thì sau khi móc đến cuối hàng, các bạn móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Sau đó lên cho mình một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Từ cái chân mũi dời này, các bạn đếm qua cho mình 12 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đâm kim qua cái chân móc thứ 12. Móc và kéo len qua chân móc. Sau đó các bạn móc lên cho mình 15 mũi móc xích. Sau khi móc xong 15 mũi móc xích như thế này thì các bạn móc tiếp lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc thứ 15 một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tiếp cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết hàng. Sau khi móc được 15 mũi kép đơn thì các bạn sẽ được một sợi dây như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc này một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi cái hàng móc của chúng ta được 20 mũi. Thì sau khi móc được 20 mũi kép đơn thì các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó kéo len và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Sau khi giấu len xong thì các bạn may cho mình một cái nút ở đây. Và chúng ta tiến hành trang trí. Các bạn cũng móc cho mình một cái hoa hướng dương và hai chiếc lá nhỏ như thế này để dán lên cái phần giày của chúng ta. Thì sau khi dán cái phần hoa và lá vào chiếc giày thì mình sẽ được một cái đôi giày len như thế này, trang trí cái mẫu hướng dương như thế này, kèm theo một cái mẫu cài tóc cho bé. Chúc các bạn thành công.